Đam mê cùng bùng cháy hơn nữa trên con đường nghệ thuật và lan tỏa giá trị cộng đồng của aerobic. Và một tràng vỗ tay nồng nhiệt để cảm ơn vì tất cả. Một tràng vỗ tay của các chị để cho em đỡ run được không ạ? Bây giờ thì em có một phần quà nhỏ nhỏ của cuối chương trình. Cả nhà nhìn những tấm vé của mọi người được phát ở trên tay chưa ạ? Dâng cao cho em xem ạ. Có ai chưa được không ạ? Ai đến muộn chưa được vé ạ? Đâu ạ? Thế ban tổ chức ngồi đấy ạ. Rồi. Bây giờ thì em xin mời một người em. Do là tắc đường đến muộn, xin mời Lam huấn luyện viên điển trai Việt Thủy. Do là tắc đường nên là Việt đến muộn và một người chị của em, một cựu huấn luyện viên mà có lẽ là các chị nghe thấy tên là thấy rùng mình rồi đúng không ạ? Em xin mời cựu huấn luyện viên Minh Yến trở về sân khấu ạ. Bé nhạc xin giúp chị ạ. Cho bé nhạc.